Chèo đoàn kết toàn dân do tổ chức Khánh trình bày. Thank you.
vì là có một số quý bà có công việc gia đình đột xuất cho nên là mà lại ham văn nghệ quá, là muốn nhu cầu muốn hát quá thì chúng tôi phải tạm dừng chương trình nghị sự. Bây giờ xin phép chương trình nghị sự lại tiếp tục bắt đầu, xong chúng ta sẽ lại gieo những văn nghệ. Vâng, xin mời quý bà Hồng Tượng, chủ tịch hội quý bà thanh niên Nguyễn Tiến Dũng nên đọc báo cáo tổng kết 2 năm của hội quý bà thanh niên Nguyễn Tiến Dũng. Xin kính mời bà. Thank you.
Thank you.
chầu cau quan họ. Thank you.
do tốt ca của bà Tường trình bày. Thank you.
Để tiếp theo chương trình sau đây là bài này nữa. Đêm đóng thương nhớ bác. Để tiếp theo chương trình là bài Giữa tối hôm rằm chuẩn bị. Thank you.
hồi hôm rằng do ca sĩ Thùy Dung, Phó Chủ tịch Hồ Quý Bà trình bày. Tổng kết 2 năm của quý bà.
Sơn cơm thân mật cùng với một người bà thân mình hiểu.